Rồi chúng ta bắt đầu học sang cái phần rất quan trọng là cái chương về đệ quy, kỹ thuật đệ quy. Thì hôm trước tôi đã nói ban đầu, tôi bây giờ nói lại một chút nhé. Thì cái kỹ thuật đệ quy, cái khái niệm đệ quy mà chúng ta sẽ trong 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 máy tính ấy, thì cái chương trình đệ quy là chương trình mà nó tự gọi chính mình. Thì cái đệ quy này thì nó có ba cái, chúng ta chú ý nó có ba cái khái niệm nó hơi nó liên quan đến nhau. Một khái niệm là đệ quy thực ra nó là một cái khái niệm mà trong thực tế nó có cái định nghĩa chung. Đệ quy là những cái định nghĩa, những khái niệm mà được định nghĩa trong định nghĩa của nó là sử dụng chính bản thân mình, thì nó gọi là đệ quy. Chương trình đệ quy lập trình ấy là chương trình mà gọi chính mình thì gọi là đệ quy. Thì như vậy đệ quy là có thể hiểu nó là một khái niệm tổng quát hơn là cái mà chúng ta vẫn thấy. Cái thứ hai liên quan đến đệ quy là khái niệm là công thức truy hồi. Cái này có rất nhiều trong toán học nhé. Công thức truy hồi là những công thức toán học mà trong cái mô tả của nó, để nó trong cái mô tả thì nó là thể hiện công thức của nó là có cái phần chính của nó sử dụng chính mình để mô tả mình, thì nó công thức truy hồi. Ví dụ chúng ta biết là công thức dãy số Fibonacci chẳng hạn, F0 này bằng 0 này, F1 bằng 1 này. Rồi tổng quát là Fn bằng Fn trừ 1 cộng Fn trừ 2. Thế chúng ta đã biết rồi, với n lớn hơn 1. Thì như vậy là cái Fn này nó được định nghĩa thông qua chính nó. Thì cái công thức này nó gọi là công thức truy hồi. Thì đệ quy rất liên quan đến truy hồi. Cái ý thứ ba, cái thứ ba nó là khái niệm thứ ba rất liên quan đến đệ quy, đó là cái chứng minh quy nạp toán học. Khái niệm quy nạp toán học chúng ta đã biết rồi đúng không? Nó rất là liên quan đến đệ quy. Thì bây giờ tôi làm sâu một chút nhé để chúng ta hình dung. Nhắc lại là cái phần đệ quy này là hẳn một chương lớn ở trong cái cuốn ở trong chương trình cái cuốn chuyên đề khoa học máy tính của lớp 11. Dạy trong 10 tiết nhé. Thì như vậy là gì? Quy nạp toán học là cái gì? Là chúng ta cần phải chứng minh một cái mệnh đề gì đó, một cái mệnh đề là cần chứng minh một cái tính chất, một cái mệnh đề ví dụ là PN chẳng hạn. Thì cần chứng minh là theo hai bước sau đây. Bước 1 là chứng minh là PN đúng với N nhỏ, đúng với N bằng 1 chẳng hạn, N bằng 0. Ý thứ hai là chứng minh rằng là nếu mà PK mà đúng thì suy ra là PK cộng 1 cũng đúng. Thì bước này nó gọi là bước quy nạp. Đấy, thì nếu mà thỏa mãn hai cái điều này thì sẽ suy ra là PN đúng với mọi N. Với mọi N. Đấy. Thì cái được chưa? Đấy. Thì đệ quy, khái niệm trình đệ quy là cái chương trình mà đệ quy là cái là một cái là nôm na là chúng ta hiểu lầm một điều chúng ta là một cái chương trình mà gọi chính nó. Đó, thử loại đệ quy. Thì ba cái này nó có điểm gì là giống nhau và điểm gì có điểm gì chung nhau là như này nhé. Đây tôi kèm cái bảng tôi sẽ thấy ngay là nó có cái điểm gì giống nhau và có điểm gì mà chung của nhau nhé. Đây. Khi mà tôi mô tả là tôi làm cái bảng để tôi mô tả cái quan hệ giữa cái giống nhau của ba cái này. Nhé. Ở đây là cái chương trình đệ quy này. Đây là công thức truy hồi này.
Đây là chứng minh, đây là quy nạp toán học này. Đấy. Thì trình địa quy là như thế này, là chương trình mà nó gọi chính nó thì nó phải có hai phần. Phần thứ nhất là nó gọi là phần cơ sở. Phần cơ sở là cái phần mà chỉ ra cái lời gọi của hàm khi mà n nó khi mà cái tham số nó nhỏ. Còn cái phần thứ hai là gọi là phần đệ quy, là nó có nó gọi chính nó phần đệ quy. Đấy. Công thức truy hồi thì bây giờ nó có hai phần. Cái phần là mô tả công thức khi nó n có nhỏ, nó gọi là phần công thức cơ sở, nó gọi là công thức cơ sở hay là phần cơ sở, nó gọi là phần cơ sở. Hai, mà cái thứ hai là công thức truy hồi, tức là một công thức mà được tính 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 bằng biểu thức mà gọi lên chính nó, là công thức truy hồi. Còn chứng minh quy nạp thì có cái phần chứng minh ban đầu, nó gọi là chứng minh, nó là phần cơ sở, nó là phần chứng minh cơ sở. Và thứ hai là cái phần chứng minh nếu p đúng, nếu pk đúng thì pk có một đúng thì nó gọi là phần phần quy nạp. Đấy, bạn không, như vậy là cả ba cái này nó đều có gì, đều có cái gọi là có cái phần cơ sở và cái phần đệ quy hay là công thức truy hồi hay là phần quy nạp thì nó là một, nó là một cái ý giống nhau cả. Như vậy là ba cái khái niệm này là nó rất là giống nhau. Này các bạn thấy nhé, như vậy là như vậy suy ra là tất cả các bài toán có công thức truy hồi này đều có thể lập trình bằng 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 đệ quy. Rồi khi chúng ta có một cái bài toán mà một cái chúng ta có thể suy, có thể chia nhỏ bài toán để từ bài toán có f với n lớn có thể suy về bài toán với n nhỏ hơn, thì ta có thể dùng quy, tức là có thể chia bằng quy nạp ấy, thì ta có thể là lập trình nó bằng bằng đệ quy. Đấy, thì đó là những cái phần rất là cơ bản nhé. Ba cái ý này nó liên quan đến nhau. Bây giờ chúng ta sẽ lấy vài ví dụ nhé. Cái ví dụ đầu tiên mà chúng ta đã biết rồi là chính là các ví dụ này. Các ví dụ đơn giản nhé. Thì ví dụ một chúng ta biết rồi là chính là gì? Chính là cái viết chương trình là tính cái số Fibonacci. Tính cái số Fibonacci thứ n. Cái này chúng ta đã biết rồi đúng không? Đấy. Chúng ta đã biết rồi đấy. Thì chúng ta viết lại nhé. Tôi viết lại cái hàm này, chúng ta ví dụ cái hàm là df này, f này, làm cái hàm liên quan đến n thôi. Được, chúng ta làm nhé. Chúng ta kiểm tra là if này, n bằng 0 này, thì return 0, else if nếu mà n mà là bằng 1, thì chúng ta sẽ return 1, còn else, còn trường hợp bằng còn lại thì chúng ta sẽ tính theo công thức truy hồi của cái thì ta sẽ return, sẽ gọi chính nó này, gọi chính là fn trừ 1 cộng với fn trừ 2. Đấy. Thì cái phần này này chính là cái gọi là phần cơ sở của chương trình đệ quy. Còn đây là phần đệ quy. Thì cái phần cơ sở này nó có ý nghĩa, nó ngoài ngoài cái việc là nó dùng để định nghĩa những cái định nghĩa hàm hay định nghĩa chương trình với trường hợp là tham số là nhỏ, nhưng mà nó có ý nghĩa quan trọng nữa là nó là cái phần để giúp cho chương trình chúng ta khi mà gọi được quy nó không bị lặp vô hạn lần, thì nó làm có ý nghĩa là làm cho chương trình nó dừng lại. Thì nếu không có cái đệ quy này thì chương trình chúng ta sẽ bị lặp vô hạn lần. Thì ở trong Python bây giờ tôi làm thử một cái chương trình, một cái hàm nhé, mà trong đây tôi ví dụ cho mà tôi định nghĩa một cái hàm ở trong Python mà không có cái phần cơ sở thì như thế nào. Tôi lấy ví dụ như này, def nhé, tôi làm cái hàm là hàm đếm này, hàm đếm nhé, n lần. Hàm này nó sẽ đếm ngược từ n trở xuống như sau nhé. Đây nó làm dụng là nó print n, sau đó chúng ta sẽ gọi chính nó n trừ 1. Một cái hàm như vậy,
cái hàm n d với n, nó gọi chính nó gọi gọi cái hàm là n trừ 1 và n một là gọi hàm n trừ 2, cứ như vậy gọi liên tục và cái hàm này là hàm địa quy nhưng mà không có phần cơ sở, cho nên nó sẽ có lọc, nó sẽ lọc vĩnh viễn. Đấy, tôi gọi tôi đếm thử nhé, chúng ta sẽ thấy là ngay là nó, ví dụ đếm 1.000 chẳng hạn, nó sẽ chạy này. Nó sẽ chạy liên tục và không bao giờ dừng. Mà lý thuyết là nó không bao giờ dừng. Thì ở trong Python thì nó kiểm soát không cho phép chúng ta là chạy chạy quá nhiều. Đấy, thì nó có bị cái lỗi này là lỗi này, recursion error. Nó vượt quá cái limit, cái maximum recursion depth. Đấy, là cái này nhé. Thì tôi nói thêm một chút về cái Python ấy. Thì ở Python nó có một cái hàm này, chúng ta mà import nhé, import cái thư viện sys. Đấy, thư viện sys thì ở trong sys nó có một cái hàm sys, nó gọi là get get recursion limit, thì phải hình hàm như này limit. Cái hàm này nó sẽ, cái hàm này là nó sẽ trả lại cái giá trị limit, cái giá trị lập mà maximum cho phép của một cái hàm địa quy ở trong Python. Đấy, cái hàm này là như này đó, thấy không nào? Như vậy nó mặc định của nó là cái giá trị này nó là 1.000. Nếu chúng ta muốn tăng cái này lên thì chúng ta sẽ dùng, chúng ta dùng hàm thằng sau đây, chúng ta dùng cái hàm là sys, là set set recursion limit. Ví dụ tôi muốn tăng cái độ limit lên là 1.500 chẳng hạn, cho phép là một cái hàm địa quy ở trong Python được gọi là lặp lại nó là 1.500 lần, thì tôi dùng cái hàm là set recursion limit ở trong cái thư viện sys. Đấy, thì sau lệnh này thì chúng ta chạy lại cái này nhé, nó sẽ làm 1.500 rồi đấy. Và bây giờ thì cái hàm đếm chúng ta nó chạy được, hàm đếm chúng ta chạy được, tôi chạy tôi đếm là 1.200 nó vẫn chạy được, nó không bị lỗi. Tôi chạy mà bạn đợi tôi một chút thôi nhé. Vẫn chạy được như bình thường. À, thậm phần nó vẫn bị lỗi. À, nó vẫn lỗi chứ không, quý vẫn lỗi chứ không. Bây giờ muốn không lỗi thì làm như sau. Muốn không lỗi chúng ta phải có cái có cái điểm dừng, để tôi viết lại nha. Def này, tôi làm lại cái hàm đó nhé. Def, nhầm, vẫn vẫn đấy nhé, đếm nhé, n là phải như thế này, là phải như này chứ, là đếm, xin lỗi, print print n, sau đó tôi làm như sau, tôi kiểm tra là if n, tôi muốn đếm đến một thôi, đếm đến không, if n lớn không thì chúng ta mới thực gọi cái hàm là hàm đếm, là n trừ 1 đấy. Thế này thì được nhé. Như vậy là cái lệnh là if n lớn không rồi này thì nó, à, tôi phải để cái này mới đúng không? Tôi để cái này hơi nhầm nhé. Đấy. Đấy, print. Như vậy nó chỉ gọi hàm này, nó chỉ gọi đến 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 một thôi. Đấy. Đâu này. Đấy. Thì bây giờ gọi đếm nhé. Đếm 10 chẳng hạn, nó chỉ đếm đến đến một thôi. Vậy với cái hàm này nhé, thì cái lệnh này là cái chính là cái phần, là phần cơ bản đây, để phần cơ sở. Cái phần cơ sở là nó có ý nghĩa là gì, là đưa ra cái điều kiện để dừng cái việc gọi địa quy đây. Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta vừa mới xem qua cái định nghĩa của khái niệm địa quy nhé, và nó liên quan rất chặt chẽ đến cái còn rất chặt chẽ đến hai khái niệm là một công thức truy hồi và quy đạo toán học. Rất nhiều cái bài toán mà chúng ta dựa trên cái tư tưởng của quy đạo toán học để chúng ta thiết kế cái chương trình địa quy đó. Thì tôi nói sơ qua cái ý tưởng của cái thiết kế địa quy như nào nhé.
Hầu hết tất cả các bài toán chúng ta đều có thể làm bằng phương pháp bình thường hoặc làm có thể mô tả nó bằng phương pháp địa quy. Vậy địa quy nó chỉ là một kỹ thuật thôi, một kỹ thuật lập trình, chứ cái địa quy nó không phải là một, nó không phải là một ý tưởng thiết kế thuật toán. Nó thuần túy là một kỹ thuật lập trình. Nó giúp chúng ta cho rất nhiều bài toán chúng ta có thể thiết kế bằng quy trình rất là đẹp, hay là nó viết trình thường nó gọn nhẹ hơn nhé. Còn về tính tối ưu thì giờ chúng ta sẽ xem sau. Thì chưa chắc là địa quy đã là tối ưu đâu. Trong một số trường hợp là tối ưu, trong số trường hợp thì nó không, thì cái đó chúng ta bàn sau. Nhưng mà ít ra là địa quy thì nhìn chương trình nó rất là gọn nhẹ hơn, nó ngắn hơn là cái chương trình là không địa quy. Và rất nhiều bài toán của chúng ta là có thể vừa làm bằng phương án, phương pháp là kỹ thuật là không địa quy, vừa có thể chạy bằng phương pháp là phương án là địa quy. Cái đó chúng ta sẽ bàn ngay bây giờ nhé. Giờ bây giờ tôi nói thêm một cái ý của cái chuyện là cái ý tưởng của thiết kế địa quy là gì. Đây các bạn chú ý cái này nhé. Thì bản chất của thiết kế địa quy là chúng ta là giảm kích thước của bài toán. Đây, nếu cái bài toán của chúng ta, nếu bài toán cần thực hiện nhé, cần làm có thể thu nhỏ về dạng có kích thước nhỏ hơn, có kích thước nhỏ hơn, và nếu với kích thước nhỏ, bài toán dễ dàng giải quyết, dễ dàng giải quyết. Đấy, thì nếu có hai điều kiện: một là nếu bài toán có thể đưa từ kích thước lớn về kích thước nhỏ hơn, và hai là nếu mà kích thước nhỏ hơn đó mà dễ dàng giải quyết thì chúng ta có thể là làm trên bảng địa quy, có thể làm bằng kỹ thuật địa Máy quy. tính Để chúng ta chú ý nhé. chơi là bài báo làm việc không có chơi đó. Địa quy đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một số cái bài tập nhé, để minh họa cho cái điều mà tôi vừa nói ở đây nhé. Chúng ta cùng nhau làm một số bài đơn giản thôi nhé. Thì đây, cái bài đầu tiên mà chúng ta sẽ làm là cái bài này, là cái bài chính là cái bài tìm kiếm nhị phân. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế cái bài tìm kiếm nhị phân bằng phương bằng kỹ thuật địa quy là như thế nào. Tôi sẽ làm ngay trên cái trên cái này nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế cái chương trình là gì, là thiết kế cái chương trình tìm kiếm nhị phân bằng bằng địa quy. Đây là một cái bài toán rất là rất rất là nổi tiếng đúng không nào. Đó, thì chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta nhớ lại này, chúng ta nhớ lại cái tìm kiếm nhị phân đó là như thế nào. Chúng ta cho một cái dãy A mà nó là sắp xếp theo thứ tăng dần. Tăng dần, đúng không nào? Ôi giời. Đây. Đây. Cái A sẽ sự tăng dần đây rồi. A đây nhé. A1 nhỏ hơn A2 nhỏ hơn AN. Chúng ta cần tìm số k. Rồi, thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ đặt ở đây cái tham số, đặt cái biến ở đây là biến left, ở đây chúng ta đặt là cái biến là right, đúng không nào? Và chúng ta liên tục tìm cho đến khi mà left lớn hơn right thì thôi. Và chúng ta sẽ tính ra cái giá trị là mid này, là bằng là mid sẽ bằng là left cộng với right chia 2. Đấy, chia 2. Thì nếu mà cái phần phần tử của amid mà nhỏ hơn k, chúng ta tìm k thì k nằm ở đây, chúng ta có thể bỏ đi phần phần đầu, thì chúng ta sẽ thay mid thay left bằng mid cộng 1, chúng ta chia về một nửa. Như vậy sau một lần tìm, chúng ta thu gọn lại một nửa cái không gian.
Thì cái bài cái thuật toán này thì ta biết rồi đúng không? Chúng ta làm rồi. Thì cái thuật toán này nó chính là một cái nó cái lời giải này, lời giải này là lời giải không phải là lời giải đệ quy, và nó là một cái là một trường hợp riêng của cái phương pháp là hai con trỏ đấy, hai con trỏ. Thì cái bài này là chúng ta có thể suy về cái bài làm đệ quy như sau. Đấy, ta làm như sau nhé. Để cho tôi đây. Thì chúng ta mô tả cái hàm là tìm kiếm định phân như sau nhé. Binary search này. A này. Thì muốn được quy chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ phải dùng hai biến, là hai cái thân là biến left này và biến right đưa vào ngay cái hàm đó. Đấy, và k. Đấy, chúng ta thấy đưa vào ngay cái này. Được chưa? Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ tìm kiếm thôi, đúng không? Đây nhé. Thì làm như sau này. Để chúng ta làm sau nhé. Vì chúng ta kiểm tra nếu mà left mà nhỏ hơn left mà if nhé, if này left. Để có thể nếu f là lớn hơn right thì chúng ta sẽ lập tức là cái left và lớn lớn hơn right thì sao? Thì cái nôm na là cái vùng tìm kiếm từ left đến right đó là nó là rỗng, cho nên chúng ta hiểu chúng ta sẽ return trừ một luôn, hoặc là none được nhé, none đi. Bây giờ tôi quy định lại là gì? Quy định lại là gì? Là nó sẽ trả về cái địa chỉ của phân tử a mà giá trị là bằng k, cái hàm này nhé. Còn không 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 thấy thì ta sẽ trả về none. Rồi bây giờ else này. Đấy, else thì tôi làm như sau. Chúng ta đặt là mid bằng left cộng với right và chia cho 2 như này. Đây là phân tử ở giữa đúng không nào? Chúng ta kiểm tra này, if này, if a mid này, bạn nào cứ đặt chế độ ấy nhỉ, đặt âm thanh rồi, if a mid mà bằng k thì tìm thấy, chúng ta sẽ lập tức là return mid, được chưa? Bây giờ ngược lại này, nếu mà a mid mà nhỏ hơn k, tức là cái vùng tìm kiếm của chúng ta nó sẽ chúng ta sẽ bỏ đi, như vậy k nằm ở nửa sau của cái dãy a thì suy ra là ta phải bỏ đi phần đầu. Thì cái đối với cái phương án mà không để quy bình thường thì chúng ta sẽ đặt lại cái biến left ở đây, chúng ta gọi thôi, chúng ta gọi cái phần bên phải, chúng ta gọi luôn cái hàm đội quy, chúng ta return luôn là a đúng không nào, là mid cộng một, xin lỗi lại gọi ngay cái hàm nó chứ, đây binary search này, a này bắt đầu từ bên trái là mid cộng một và bên phải là right và tìm kiếm là k. Đấy, gọi đệ quy chính chính nó thế không nào. Ngược lại nhé, else nếu mà a phần tử a mid mà lớn k, chúng ta sẽ gọi ở bên trái, chúng ta return binary search. Đấy, a bên trái là left và bên phải là mid trừ một và k. Đấy, bạn thấy không nào? Như vậy các bạn thân chúng ta nó chỉ là như này thôi. Đây chính là cái đây chính là cái đây chính là cái lời giải đề quy đây. Đấy, thấy không nào, bạn có thấy rõ không? Bây giờ tôi là tôi thử chạy thử nhé, để phần chương trình của tôi này, chương trình chính nhé. Tôi sửa a cho cái hàm như này, ví dụ a là trừ 10 trừ 6 0 1 3 5 7 10 12 hàm cái dãy tăng dần đều đúng không nào, tăng dãy đều tăng, tôi đặt ca bằng như tôi đặt ca bằng 11 chẳng hạn, mà tôi bị tôi biến kết quả luôn, tôi print ra kết quả luôn, print ra cái binary search.
lựa loại của nó là như nào? Lựa loại của nó chính là gì? Chính là A, phần tử đầu tiên chính là 0, chính là cái left chính là 0 và right chính là len A trừ 1, đúng không? Là phần là cái chỉ số cuối cùng và phần tử là phần tử K. Đây chính là cái lời gọi của cái hàm đó nhé. Hàm này, hàm của nó là có A left right K, thì đây ta gọi là cái hàm chính của nó là A 0 len A trừ 1 và K. Đấy, ta in ra. Chúng ta ghi lại nhé. Cái bài ghi lại ở cái lớp của chúng ta là cái lớp này này. Đây lớp này. Hôm nay là buổi thứ sáu đúng không? À, để bố nội đấy. À, tìm kiếm nhị phân đây nhé. Nhị phân. Đệ quy, đây là bản đệ quy. Chạy thử xem được không nhé. Ra kiểm tra trước là nào. Chờ một lần nó phải ra là năn mới đúng nhé. Năn này, nếu mà đây cho nó là trừ 10 này thì nó phải ra là nó phải ra đáp số là 0, là ra 0 thì là đúng. Đấy, đúng. Bây giờ cho là trừ 6 đi. Trừ 6 nó phải ra là 1 thì mới đúng. Nhưng mà đây là một phương án nhé. Thì như vậy là cái thuật toán tìm kiếm nhị phân là chúng ta có thể viết bằng viết viết dưới cái dạng là gì? Viết dưới cái dạng là đệ quy. Bây chúng ta cùng nhau tính toán một chút xem nhé, với cái bài toán đệ quy này thì cái thời gian hiện nó như thế nào. Đây, tôi quay lại cái bài toán, cái thuật toán tìm kiếm nhị phân đệ quy nhé. Tìm kiếm nhị phân phương án đệ quy nhé. Đệ quy nhé. Thì các bạn chú ý xem lại nhé. Thì nếu mà đây ta có này, nếu mà cái gọi là n là cái độ dài của dãy A nhé, thì nếu mà dãy A mà rộng ấy thì nó tôi chẳng ngay là về là năn, cho nên là nó sẽ là bằng, nó chỉ có một lệnh thôi, chính là một luôn, đúng không? Còn trường hợp tổng quát là như sau. Đây, tổng quát đây. Nếu mà là n bất kỳ nhé thì chỗ này là chỗ này là đây là một đơn vị thời gian này, chỗ này là một nữa, đây là một, giả sử đây là một nữa là hai nhé. À, sao nó gọi này thì nó gọi hai cái này này thì nó gọi một trong hai cái thôi nhé. Thì cái đây là cái lời gọi và cái độ dài của cái dãy A này nó sẽ giảm đi một nửa, một nửa. Vậy ta suy ra như sau, và chúng ta có cái số sau đây này, tổng quát chúng ta có như sau nhé. Tổng quát là TN, tổng quát nó sẽ bằng như thế này. TN sẽ bằng là ở trên đây là 2 là 3 nhân 2, 3 không quan trọng là 2 cộng với t n chia 2. Hay là chúng ta phải đi vào một công thức nữa, có thể đây nữa. Tổng quát hơn là gì? Tổng quát hơn nó có dạng là như này, nó có dạng là tn bằng tn chia 2 cộng với một cái hằng số thì chính là 0,1. Thì cái này là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chứng minh được từ đây, chúng ta suy ra nhé. Phần này đáng nhẽ ra là một bài tập, một bài toán đấy, mà thôi được, tôi có điều kiện tôi sẽ đưa các bạn cái chứng minh của cái bài này. À, nhưng mà hồi đầu ta chúng ta từ đây suy ra là tên của nó vẫn bằng gì? Nó sẽ là bằng là gì, là o lớn của loga n này. Đấy. Như vậy là cái lời giải đệ quy cũng có cái thời gian chạy là loga n, bậc loga n. Và cái lời giải hôm trước tôi nói là cái lời giải mà tìm kiếm nhị phân mà không đệ quy nó cũng là có thời gian là log n. Như vậy trường hợp này thì đệ quy là với không đệ quy là có thời gian chạy là bằng nhau. Đấy, các bạn thấy nhé. Tất cả những cái điều này mà tôi nói đây là cái từ xưa nay là chúng ta không để ý lắm đến cái việc mà tìm kiếm, khi mà chúng ta làm cho bài toán rồi chúng ta phải phân tích được cái thời gian chạy của nó. Phải chứng minh được nó là như vậy, chúng ta tối ưu như nào chúng ta phải chứng minh được, không những chỉ ra mà phải chứng minh được thì nó mới là đúng, là cái bài toán đúng. Đó. Thì tôi suy ra là hầu hết tất cả những cái bài toán mà lần trước tôi được các lớp mình đưa cho tôi, chúng ta làm tất cả những bài toán mà sử dụng tương tự sử dụng tìm kiếm nhị phân đều có thể làm bằng đệ quy hết. Thì các bạn sẽ về nhà làm phần đó nhé.
Tức là chúng ta có cái bài tập như sau này. Bài tập là chúng ta mở lại cái phần bài tập mà liên quan đến bài toán mà tương tự tìm kiếm nhị phân, thì tất cả các bài đó các bạn đều ở nhà đều có thể làm dưới cái dạng là địa quy. Mình gồm cái bài tập nhỏ nhỏ ở đây. Bài tập là tất cả các cái bài toán đã cho liên quan đến tìm kiếm nhị phân. Liên quan đến tìm kiếm nhị phân. Vẫn đều có thể đều đều có thể làm để có thể làm bằng bằng đệ quy. Đệ quy. Đó. Thế đây là một cái bài tập về nhà các bạn sẽ làm nhé. Có điều kiện thì chúng ta sẽ giải cái bài này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp một số cái bài tập nữa nhé, để chúng ta có cái ý tưởng về cái đệ quy. Bây giờ tôi sẽ quay sang một cái bài toán rất quan trọng mà chúng ta biết rồi, là khi cái toán sắp xếp bình thường chúng ta biết rồi, sắp xếp chèn này, sắp xếp chọn, sắp xếp nổi bọt này, thì tất cả ba bài đó chúng ta đều có thể là chuyển cái lời giải của nó bằng đệ quy được. Để chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây, làm luôn trên này. Bây giờ tôi sẽ cùng nhau chúng ta sẽ làm bài thứ hai, là chúng ta quay lại cái thuật toán là thuật toán sắp xếp chèn. Chúng ta đã biết sắp xếp chèn mà chúng ta đã biết nhé. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm cái bìa tôi viết chỉ cần tôi viết cái thuật toán bình thường đã nhé. Sắp xếp chèn này, viết cho nó dễ nhé. Insertion sort nhé, viết thế này cho nó dễ này. Sort đầu tiên tức là phương án là bình thường đã làm lại là không đệ quy nhé. Sau chúng ta sẽ phân tích cái này, chúng ta sẽ tìm được lời giải đệ quy của nó nhé. Rồi bài này ta làm như sau này. Chúng ta nhớ lại, chúng ta đặt n bằng, không cần, chúng ta là for luôn. For i in range từ 1 đến đến cuối đúng không? Đến len a. Đấy, như này đúng không? Len a. Như sau này. Thì mỗi lần như vậy chúng ta làm như sau, chúng ta i chạy từ 1 đến cuối của dãy, chúng ta nhấc cái i lên. Mà chúng ta chèn vào cái phần tử và vị trí đúng của nó ở phần bên trái. Chúng ta nhấc lên và chúng ta kéo những phần tử mà lớn hơn ai gì đó sang bên phải, và chúng ta chèn vào vị trí giữa. Cái làm như sau, chúng ta thiết lập là value bằng ai nhé. Rồi, sau chúng ta đặt cái g để bằng i trừ 1 và chúng ta bắt đầu tìm kiếm phần tử g đó để cho đẩy sang bên phải. Chúng ta while g lớn hơn hoặc bằng 0 and g mà lớn hơn value. Đấy. Nếu a lớn hơn phần tử ag mà lớn hơn value, chúng ta sẽ chuyển sang phải bằng lệnh sau đây, bằng cái lệnh là đặt vào ag cộng 1 thì phải. Bằng ag nhé. Ag. Tức đẩy phần ag, đẩy ag sang phải. Sau chúng ta sẽ cho g này lùi xuống. Trong cuối cùng, chúng ta sẽ chèn chèn vào cái vị trí AJ cộng 1 đấy. Đặt cái AJ cộng 1 này, chèn vào cái vị trí, chèn cái value này vào. Đấy. Thế đây chính là cái thuật toán, đây là chính là cái lời giải của cái chương trình thuật toán sắp xếp chèn. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và chúng ta dựa trên cái này và chúng ta sẽ tìm kiếm cái lời giải gọi là gì nhỉ? Đệ quy. Thế bài này là chúng ta gì, bài chúng ta cho y chạy từ 1 từ 0 cho đến từ 1 cho đến phần tử cuối cùng. Đó. Thì chúng ta sẽ chèn cái phần tử i đó vào cái phần bên trái của nó. Thì bản chất là chúng ta sẽ phải gì? Chúng ta sẽ phải sắp xếp cái phần tử bên trái trước, sau chúng ta chèn vào sau. Thì về sắp xếp phần tử bên trái đó chúng ta có thể dùng đệ quy để cái làm như sau nhé. Đây cách hai này, cách thứ hai đệ quy như sau này. Def này in
insertion, tôi viết điểm không 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 có chữ không có gạch giữa nhé. Đây, à, được chưa? Đấy. Thì để quy chúng ta phải thêm cái biến là cái biến y, đấy, biến y. Thì khi gọi thì sẽ gọi là khi gọi hàm sẽ gọi cái hàm là insertion sort a và len a, tức là n đấy, độ dài của nó đấy nhé. Đây, cho là như sau này. Bây giờ if chúng ta phải làm sao? If và y mà lớn hơn không thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ gọi đĩa quy trước, để chúng ta sẽ gọi đĩa quy để sắp xếp cái phần ở bên trái trước. Đây, y trừ 1, gọi đĩa quy đây. Đấy. Thế lệnh này là sẽ gọi đĩa quy, còn này là gọi đĩa quy thằng này, thì lệnh này này nó sẽ sắp xếp cái phần tử ở bên trái của a. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ lấy a ra, chúng ta chèn ở bên trái, sẽ cho copy cái này xuống này. À, chúng ta sẽ copy cái đoạn này xuống này. Đấy, cho vào đây nhé. Chúng ta gọi để quy trước đây, xong chúng ta đoạn này là lấy phần tử AI ra và chèn vào phần tử đúng ở bên trái. Đấy. Thì đây chính là cái đoạn, đây là chính là cái chương trình gọi là chương trình là đệ, cái chương trình là đệ quy của lời giải đệ quy của cái hàm insertion sắp xếp chèn. Tôi thử làm nhé, thử làm cho bạn xem thử nhé. Đây tôi đặt là A bằng cái dãy bất kỳ nhé. 2, 1, 9, 10, 0, trừ 4, 15, 8. Đấy, cái này nhé. Rồi, thì tôi gọi này. Bây giờ muốn cho nó không bị lỗi thì gọi lặp lại, tôi gọi B bằng copy, cái bảng copy ra để tôi khỏi phải đấy nhé. Xong tôi gọi này, tôi gọi cái hàm là insertion sort, cái hàm này này, đây là hàm đĩa quy nhé. Thì là A này, phần tử ban đầu là len a, đấy, cái hàm gọi đó là hàm này. Đấy. Sau đó tôi sẽ print a, à, xin lỗi không có lên phải a mà là thôi không cần thôi. Tôi print a kết quả a sẽ đúng không nhé. Đấy. Tôi ghi cái này ra nhé. À, sắp cái hàm là sắp xếp chèn để quy nhé. Chính là sắp xếp bình thường này, đây sắp xếp chèn này, đấy, các bạn thấy không nào? Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể chuyển từ cái phương án là không để quy sang phương án để quy. Đấy. Chạy thử cho đúng không nhé? Chứ không có sai chỗ nào, ta kiểm tra tại chỗ luôn nhé. Ở đây sẽ phải len a trừ 1. Vì đây là đến phần tử thứ y. Thì a y đây mà len a y ra mà, cho nên là nó phải gọi không phải len a mà len a trừ 1 thôi. Đấy, là đúng rồi. Đây này, trừ 4 0 1 2 8 9 10 15 đúng rồi đấy. Vậy lỗi của tôi nữa là gọi cái hàm này là phải gọi là phần từ khi gọi gọi cái là cái chỉ số cuối cùng của dãy A thì đúng nhé. Đấy, đây là gọi A này. Bạn có dùng nhận, nhưng mà đây là một cái bài gọi là gọi đệ quy nhé. Nhưng mà tất cả các bài tập bình thường là chúng ta rất nhiều bài chúng ta có thể làm. Bây giờ tôi làm sang một ví dụ khác đây nhé. Bài này đơn giản, tôi làm trên giấy cho nó dễ nhé. Đây, cái bài như này. Bây giờ một cái bài rất đơn giản là cái bài tính lũy thừa thôi. Tính lũy thừa chúng ta đã biết cả rồi, bây giờ tôi viết lại nhé. À, bài toán như sau, bài toán là tính lũy thừa này. Tính cái biểu thức là EXP này nhé, là A phải N. Đấy, thì nó chính là bằng là A mũ N. Đấy. Được chưa? Thế thì cái phương án là không được quy là như sau này. Chúng ta định nghĩa cái hàm def xp an là như sau nhé. Cái này chúng ta làm rồi, tôi viết lại thôi. Rất đơn giản như sau, chúng ta chỉ lặp thôi. Đúng không nào? Chúng ta làm như sau này. Để chúng ta đặt p bằng, p là một thừa số, đặt p bằng 1. Và tôi for y in range n lần, đúng không nào?
và tôi đặt như sau, tôi đặt P bằng P nhân với A nhân xong tôi return P. Thì đây là một phương án. Đây phương án, đây là phương án là không địa quy. Còn bên này là phương án địa quy nhé. Def này cũng là đặt là FP này, A này, N này. Đấy. Được chưa? Thì phương án không địa quy là như sau. Địa quy như sau, rất đơn giản như sau này. Là if N mà bằng 0 thì chúng ta là return 1. Còn else thì chúng ta return là a nhân với lại xp như này, a n trừ 1. Đây là cái cách làm phương án là địa quy được chưa? Nhưng mà đây là một số những cái bài tập đơn giản chúng ta thấy. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo là một số cái bài toán mà quan trọng mà hay liên quan đến địa quy. Thì ở trong chương trình lúc mà cái cuốn tin 11 ấy, là nó có hẳn một vài cái chương, một vài cái bài liên quan đến phần này, thì tôi xin trình bày ngay bây giờ cho bạn xem nhé. Thì cái một số bài toán quan trọng này, phần sau tiếp theo đấy, thì tôi xin mô tả các bạn. Đây thì cái thuật toán đầu tiên mà tôi muốn nói là toán này, là thuật toán như sau, là một cái bài toán rất là nổi tiếng mà chúng ta đều biết cả, chỉ là cái thuật toán Euclid để tính ước chung lớn nhất của hai số nguyên không âm, của hai số nguyên dương đi, có thể là không âm nữa, nguyên dương AB. Thì cái hàm này nó sẽ là hàm là GCD, kiểu là theo đúng nghĩa là AB. Nó được định nghĩa cho trường hợp là AB là lớn hơn hoặc bằng 0 nguyên nhưng mà không đồng thời bằng 0. Không đồng thời bằng 0. Đấy. Vì ước chung nhất của hai số 0 thì là vô nghĩa. Như lại cái đây là bài toán rất nổi tiếng nhé. Thì cái thuật toán mà chúng ta vẫn học ở trong mà chúng ta vẫn biết làm hay làm cái lời giải bình thường như sau. Tôi mô tả các bạn cái lời giải tự nhiên là như sau nhé. Đấy, là như sau này. Tôi viết luôn trên máy tính cho ta, chúng ta để cho làm luôn nhé. Bây giờ ta cùng nhau thiết kế cái bài toán của chúng ta là bài toán tính GCD của hai số AB nhé. Ở đây là GCD là hiểu là ước chung lớn nhất, ước chung lớn nhất của hai số nguyên không âm, không đồng thời bằng không. Đây là một bài toán rất nổi tiếng, thì tôi muốn nhấn mạnh lại cho các bạn nhé. Trong sách thì một là có đấy nhé. Thì tôi dựa trên một số lời giải như sau này. Cái lời giải đầu tiên là giải mà chúng ta đều biết, cũng biết cả, mà là giải đơn giản nhé. Thì đây cách một là lời giải, cách một lời giải đơn giản là như sau này. Đây, tôi dùng cái hàm def nhé. GCD tôi kiểu là 1. AB là như sau. Chúng ta sẽ chừng nào mà A mà còn khác B nhé, thì chúng ta làm như sau. Đấy. Tiếp tục ta cho sẽ làm xong là như sau. Nếu mà A mà lớn hơn B thì chúng ta giảm A đi, A sẽ bằng A trừ B. Đấy. Còn ngược lại là chúng ta là else, chúng ta giảm B đi, B bằng B trừ A. Đấy. B trừ A.
cho đến khi nào mà A bằng B thì dừng lại. Khi A bằng B rồi thì chúng ta sẽ return. À, đây là một cái đơn giản rất là tự nhiên. Bây giờ tôi tính thử cho bạn xem nhé. Ví dụ như là A bằng 10, B bằng 8. Mà chúng ta sẽ tính thử nhé. Chúng ta print. Print cái GCD1 đây. A phẩy B. Chúng ta đây là bài toán rất là GCD đây nhé, GCD. Đây là cái lời giải bình thường nhé. Thì nó là 2 này. Đấy. Bây giờ tôi để cái này là 12 thì nó phải là 4 mới đúng nhé. Đấy, nó phải là 4 này. Đấy. Vậy thì cách 1 là ok đấy nhé, là lời giải đơn giản nhé. Bây giờ chúng ta sang cách số 2. Chính là thuật toán Euclid rất quan trọng. Thì tôi viết ở đây một tí cho chúng ta hình dung nhé. Tôi sẽ viết luôn mà nhìn tôi không viết nữa, tôi làm luôn là cái thuật toán Euclid nhé. Đây, lời giải thì các bạn sẽ làm sau nhé. Đây là thuật toán Euclid, chữ lời giải chúng ta muốn học ở đây. Thuật toán. Đây có lẽ là cái thuật toán về số học mà nổi tiếng nhất. Nổi tiếng nhất mà đến bây giờ vẫn đang rất là hay, rất quan trọng. Mà cho đến bây giờ thì không ai tìm ra được cái thuật toán nào mà tốt hơn thuật toán này. Thuật này là thuật toán là nhanh nhất có thể. Tính ước chung lớn nhất của hai số AB. Đấy. Rất nổi tiếng nhé. Là như sau này. Thuật này là thuật toán là như sau. Nó suy từ hai điều sau đây. Nó suy từ hai cái điều, hai cái kết quả sau. Một là GCD của nếu mà là trong hai số AB công số là 0, ví dụ là B bằng 0 chẳng hạn, thì nó chính là bằng A. Đó là một cái điều kiện này. Cái thứ hai là GCD của AB nếu mà A lớn B thì nó sẽ bằng như sau, nó sẽ bằng là GCD của B và sau đó là A mod B. Thì số dư A mod B. Trong trong Python thì cái này nó chỉ là A lấy số dư của B này. Đấy. Đấy thì đây là hai cái viết rất đơn giản thôi, nhưng mà nó chính là Euclid là suy ra từ từ cái này nhé. Đó, thì từ hai cái này chúng ta sẽ suy ra như sau này. Đây, mình viết ra giấy nhé. Thì đây là thuật toán Euclid này, chúng ta chú ý từ hai cái điều này suy ra nhé. Đây là chúng ta viết là thành hàm luôn nhé. Def của GCD của AB. Đấy, thì cứ làm như sau nhé. Giống như trên đây, đây. If B mà bằng 0 đấy, thì nó return A luôn. Đây chính là công thức, đây chính là phần 1 này. Bây giờ else thì nó sẽ phải đây, công thức ở đây nhé. L thì nó sẽ return là GCD của B và A lấy số dư cho B. Đây chính là cái thuật toán Euclid rất đơn giản, hiểu không? Nó là một thuật toán mà dùng để quy rất đơn giản. Bây giờ tôi sẽ viết lại phần đó chúng ta thấy nhé. Cách thứ hai là nó rất đơn giản thôi nhưng mà cũng rất có ý nghĩa, là thuật toán Euclid nhé. Euclid rất nổi tiếng nhé. Def này, GCD này. Tôi không để nguyên nhé. A này phẩy B này. Đấy. Thì làm như sau nhớ lại này. If B và bằng 0 nhé. Bằng 0 thì chúng ta return A. Return A. Else thì chúng ta return là GCD của B và A đây số dư của B. Đấy, chỉ như này thôi. Đấy, theo thấy không nào? Bây giờ tôi chạy thử nhé, tôi ra kiểm tra cái này. Đấy, kiểm tra phản 2 xem có đúng không nhé. Phản 2 là để nhé. Đấy, chạy thử nhé. Thì nó ra nó phải đáp số, nó phải là giống nhau, là 4 này. Đấy.
thuật này nó rất đơn giản. Bây giờ chúng ta cùng nhau tính thử cái gọi cái thời gian của nó nhé. Đây cái thuật toán này này, thuật toán trên này này. Thì sau mỗi lần chạy như vậy là sau mỗi lần sau bước chạy sau mỗi vòng lặp này, hoặc là A giảm đi hoặc là B giảm đi, đúng không nào? Như vậy là luôn là cái A giảm hoặc là B giảm đi, cho nên suy ra là cái thời gian chạy của nó là maximum là chính là A và B thôi. Như vậy là cái thời gian chạy như sau, cái thời gian là xấu nhất ấy. Xấu nhất chính là bằng là ô của max của A phẩy B. Nôm na là có như AB là các cái hằng số đi, là các cái tham số đầu vào đi, thì cái thời gian này là nó là tuyến tính đối với AB, tính với AB nhé. Còn thuật toán Euclid này nhé, toán cái bài trên này chúng ta có thể chứng minh được nó rất dễ dàng, nhưng cái bài này khó hơn nhiều. Thì bài này là cái bài đáng lẽ ra là tôi phải chứng minh cho các bạn xem đấy, nhưng mà vì chúng ta không có thời gian thì sau này ở trong cái lớp mà tôi sẽ mà luyện học sinh giỏi tôi sẽ chứng minh cái này. Cũng là rất đều rất hay, mà theo tôi thì ở trong lớp các bạn nên giao cho học sinh tự tìm hiểu và tự chứng minh cái này. Có thể tìm ở đâu đó trên mạng cũng được, nhưng mà chứng minh được cái này về mặt toán học thì nó mới có ý nghĩa. Chứ không thì nó không cái hay của khoa máy tính là ở chỗ này, không phải chỉ là học thuộc lòng cái thuật toán đó và công nhận nó là nhanh, chúng ta phải chứng minh bằng toán học nó nhanh được. Thì các em là như sau nhé, đây này, tôi mô tả các bạn cái đáp số nhé, và chúng ta sẽ độ phức tạp của thuật toán Euclid nhé, độ phức tạp của nó này, độ phức tạp của thuật toán Euclid chúng ta đã chứng minh được như sau, là sẽ bằng là ô của log đấy, nó bậc nhỏ giảm hẳn nhé, không phải là tính mà là loga nhé, log của min của a phẩy b đấy. 2 lần 3 lần. Tức là nôm na cái thuật toán trên này là có cái độ phức tạp là chính là bằng a và b, chính là max của a b, chính là tuyến tính, còn cái này là nó là min, nó là log của min a b. Như vậy nó có cái gọi thời gian chạy nó chỉ bằng bậc loga thôi, nhanh hơn hẳn là cái bậc ở bậc trên này, và thế không nào. Đấy. Bây giờ tôi muốn giải tiếp một phương án, đây là cái phương án là đệ quy, còn một phương án khác là không đệ quy, không đệ quy thì cứ làm như sau. Tất cả các cái chương trình mà chúng ta gọi đệ quy được ấy thì có thể có một phương án là không đệ quy, cái này các bạn sẽ phải luyện rất nhiều cho chúng ta mới làm được. Thì tôi mô tả cái phương án tiếp theo là def của GCD cũng là thuật Euclid nhưng mà nó là không đệ quy nhé, A B. Thì đây chính là cái phương án không đệ quy, không đệ quy của thuật toán Euclid. Rất đơn giản thôi, đúng không nhỉ? Là như thế này thế nhé, là nó chúng ta sẽ dùng cái hàm giống này là giảm xuống khi nào bằng b, khi nào b bằng không thì thôi, như vậy là oi đây, oi nhé, oi b mà lớn hơn không chúng ta còn làm, b bằng không thì ta sẽ dừng lại. Thế làm như sau nhé, đây như sau nhé, thì chúng ta giảm, chúng ta sẽ ra đây, đây là b, đây là a này, chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ đặt là r bằng số dư của a chia b nhé, a chia b. Đấy. Sau đó chúng ta đặt tiếp sau, chúng ta sẽ đặt là gì, là a bằng r rồi a bằng b, a bằng b và b bằng r, và b bằng r. Đấy, tức là cái a sau một lần gọi nhé, thì cái bước sau thì a bằng b, a nó chuyển về đây mà a chuyển sang lên đầu, đây là đây là ab nhé. Thì bước sau thì a nó chỉ còn là b thôi, còn b nó đóng vai trò là a số dư a chia b, như vậy là bước sau nó là a bằng b và b bằng r, vòng lại cứ lặp lại như vậy liên tục, cho khi nào b bằng không thì dừng lại, khi b bằng không thì chúng ta sẽ return a. Đấy, đúng không nào, nó sẽ lặp liên tục quá trình là như sau này,
đặt R bằng bằng A số dư của A trên B này, và A bằng B và B bằng R. Cứ như vậy liên tục cho đến khi nào mà B bằng 0 thì dừng lại, thì nó chính là trả lời chính là A. Thì đây là phương án không đổi quy của thuật Euclid. Thì dùng cái nào cũng được. Cái này nhìn cái này dễ hiểu hơn rất là nhiều lần viết ra đổi quy. Còn cái này khó hiểu hơn một chút nhưng cũng không gì cả, cũng rất là đơn giản. Đó, nhưng mà cho thấy là cái bài đây là một thuật toán rất là hay mà dùng mà được minh họa ở trong cái phần là đệ quy nhé. Đấy, chúng ta chú ý rất là hay nhé. Mà tôi muốn nói là cái phần này là phần có rất nhiều mở rộng nữa, thì các bạn có thể cho học sinh, theo tôi đây là một đề tài có thể cho học sinh tự tìm hiểu và tự trình bày trong những cái buổi mà gọi là trình bày ngoài ngoại khóa hay là đọc thêm hay gì đó nhé, rất là hay. Tôi nhắc lại một chút là mà đối với tin môn tin học mà mới đưa vào bây giờ thì không phải mục đích của học sinh không phải chỉ có thi và đạt điểm và đạt giải, không phải như vậy đâu. Có rất nhiều mảnh đất mà cho học sinh chúng ta có thể thầy trò cùng nhau tìm hiểu, tìm kiếm lời giải hay, vì một bài toán có thể có rất nhiều thuật toán khác nhau, tìm kiếm thuật toán hay, tìm kiếm cách cài đặt hay, rồi chứng minh cái thuật toán hay, tìm kiếm cách chứng minh của thuật toán nữa. Đấy, ví dụ như bài này, cái bài Euclid này là một cái bài rất là hay và cho phép chúng ta là học sinh tìm hiểu các chứng minh của nó. Vì sao của nó lại là bậc của nó lại là loga của AB, của min AB. Đấy, tại sao lại như vậy? Thì cái chứng minh này rất là hay luôn. Chứng minh này, cái chứng minh này là chứng minh rất là hay và có trong tất cả các sách giáo khoa, sách khoa học, sách trên thế giới mà liên quan lý thuyết số đều có hết nhé. Các bạn có thể cùng nhau tìm hiểu cái này. Rồi, bây giờ tôi sang tiếp tục cái phần tiếp theo. Một cái phần tiếp theo mà cũng khá quan trọng, nó có hẳn hai bài ở trong cuốn sách giáo khoa 11, là chúng ta cùng nhau tìm hiểu một cái bài toán rất nổi tiếng và sử dụng đệ quy. Thì đó là bài toán, nó gọi là bài toán tháp Hà Nội. Bây giờ tôi mô tả các bạn nhé. Đây là một cái phần có những sách giáo khoa, là một ví dụ minh họa rất quan trọng của cái phần đệ quy nhé, là cái bài toán gọi là bài toán tháp Hà Nội. Bài toán tháp Hà Nội như sau nhé. Bài toán tháp Hà Nội. Tháp Hà Nội. Đó, thế là cái gì? Thì tôi mô tả các bạn luôn nhé. Thì như sau. Cái bài toán này là như sau nhé. Là nó cho chiếc có n cái đĩa được xếp trên một cái chồng bát như thế này, và nó n đĩa đánh số từ 1 đến n, và càng lên cao thì cái đĩa nó càng ở phía dưới nó càng to ra. Đây ví dụ là cái đĩa cùng nó to như thế này. Đấy, xong ở trên là cái đĩa nhỏ hơn một chút. Đấy, ví dụ thứ nhất đánh số ở đây là 1 này, đĩa số 2 này, đĩa số 3 này, đĩa số 4 này, đĩa số 5 này, đấy, có thể tổng quát là n đĩa. Như vậy là có n đĩa, đây là cái cọc thứ nhất nhé. Tất cả có 3 cái cọc, cọc số 2, đây là cọc số 3 nhé. Đấy. Bài toán như sau này, bài toán này là như sau. Bài toán là phải chuyển cái n cái đĩa này sang cọc số 3. Và được phép lấy cọc 2 làm trung gian. Được phép lấy cọc 2 làm trung gian. Làm trung gian. Đó. Nhưng mà như sau. Nhưng mà điều kiện là mỗi một bước chỉ chuyển một đĩa thôi. Đấy. Thế và chúng ta thấy nhé. Như vậy điều kiện như sau này. Điều kiện còn là như sau. Là mỗi lần chuyển được một đĩa thôi, chuyển được một đĩa, không được phép chuyển đồng cũng lúc nhiều đĩa. Và cái ý thứ hai là không cho phép đĩa to chồng lên đĩa nhỏ, không cho phép đĩa to chồng lên đĩa bé. Đấy. Nhưng mà chúng ta là phải chuyển được, phải nhiệm vụ chúng ta là phải mô tả chi tiết cái việc chuyển đó. Bài toán như sau, bài toán của chúng ta là mô tả chi tiết. Bài toán thứ nhất là mô tả chi tiết việc chuyển. Mô tả chi tiết cái việc chuyển đĩa này bằng chương trình.
từng đĩa một nhé. Và cái bài toán thứ hai là tính cái số lần chuyển, tính số lần chuyển, tính cái số lần chuyển. Tôi kêu cái này là HN, bị tính HN. Đấy, thì như vậy đây là cái bài toán rất là bài toán vui vẻ. Và bài toán này là vì sao tôi lại ở Hà Nội? Vì bài toán này là lần đầu tiên xuất phát từ Hà Nội, chính Hà Nội luôn. Cái thời mà Pháp mới xâm lược, Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 ấy, thì hình như hồi đấy là thì có cái một cái nhà bác toán học ở ở Pháp ấy, là tình cờ không chắc khỏi sang Việt Nam, tình cờ thông qua cái báo chí thì biết rằng là ở Việt Nam ấy, ở Sài Gòn ấy, Hà Nội này nó có những trò chơi như thế này. Thì ông này giải cái bài này, và ông ta đưa lên trong cái chương trình của ông ấy, mà đố một người giải bài này, và ông ta gọi là tháp Hà Nội. Đấy, vì hồi đấy là Pháp vừa mới xâm lược xong Việt Nam và Hà Nội, trên ông này ông hứng thú với đó, ông gọi như vậy, chứ nó chẳng liên quan gì cả đến Hà Nội ở đây cả, chỉ là cái thời điểm mà cái thời điểm mà bài toán ra đời là đúng vào cái lúc mà Pháp xâm lược Việt Nam và xâm lược xong Hà Nội, vừa mới xong thì có cái bài toán này xuất hiện. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải cái bài này nhé. Bài này là cái bài mà nó rất hay, là chúng ta có thể cho học sinh làm bằng tay trước, làm bằng tay là được chưa. Đấy, thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Thì cái làm như này thôi, cái làm một cái dòng đơn giản là như này thôi. Chúng ta là phải làm thử với trường hợp, và cái trường hợp nhỏ mà chúng ta cùng nhau giải nhé. Và từ việc giải đó chúng ta mới suy ra được cái cách mà vì sao cái bài này lại làm ví dụ của cái phần là phần đệ quy. Đấy, thì bài này là một cái bài điển hình của phương pháp đệ quy chúng ta giải thì như sau nhé. Đây, thế thì cái bài toán của chúng ta ký hiệu như sau. Tôi ký hiệu cái bài toán, ký hiệu cái hàm mà chúng ta gọi là, tôi gọi đó là Hà Nội nhé. Tôi gọi là cái Hà Nội này, ký hiệu là N này. Đấy, N là cái số cọc nhé. Và chúng ta muốn là gì, xuất phát từ cái cọc thứ Y chuyển sang cọc G và lấy cọc K làm trung gian. Chúng ta ký hiệu như này. Đấy, thì tổng quát là như vậy nhé. Thì cái bài toán mà chúng ta làm sẽ đặt, nó sẽ cụ thể sẽ là Hà Nội là N là 1, 3 và 2. Vậy, từ cọc 1 chuyển sang cọc 3, lấy cọc 2 làm trung gian. Và tổng quát là IJK. Đấy. Thậm chí chúng ta có thể viết như này là Hà Nội N có thể là cọc A, đúng không? Chuyển sang cọc B, lấy cọc C làm trung gian, có thể đi ký hiệu như này. Không sao cả, vẫn là cái ý này. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau làm nhé. Bây giờ chúng ta làm này, bây giờ hướng dẫn giải này, bây giờ giải của nó nhé. Thì VN bằng 1 thì hiển nhiên có đúng một bước, chúng ta chuyển đĩa một đó từ cọc Y sang cọc G là xong. Chuyển một lần là xong, chuyển mà không có gì cả, chuyển một lần là xong. Là xong. Nhưng mà trường này đơn giản đúng không? Là H1 thì bằng 1. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau làm một trường bằng 2. Bằng 2 thì nó cũng không có gì là khó cả, với N bằng 2 nhé. Với N bằng 2. N bằng 2. Đây. Chúng ta có đây là cọc, đây là đĩa số 2 này, đĩa số 1 này. Đây, chúng ta chuyển sang nhé. Đây là cọc 1, cọc 2, cọc 3. Thì đầu tiên chúng ta chuyển cái đĩa 1 này sang cọc 2 trước, đúng không nào? Đấy. Xong cái còn đĩa này, đĩa 2 to này chúng ta chuyển sang cọc 3. Đấy. Xong bước thứ 3 là chuyển đĩa 2 này sang cọc 3 là xong. Đấy. Thì cách làm này là như sau nhé. Để mô tả, tôi sẽ mô tả như thế này. Tôi sẽ mô tả dùng ký hiệu gì? Tôi ký hiệu là đây. Tôi ký hiệu là cái đĩa thứ L nhé. Tôi ký hiệu này. Cái đĩa thứ L này chuyển từ cọc Y sang cọc G. Thì tôi dùng ký hiệu này. Đấy. Đây là ký hiệu là gì? Ký hiệu này là chỉ là cái chuyển đĩa thứ L cọc Y sang cọc G. Nhé. Bài này làm như sau này. Bài làm như sau nhé. Đầu tiên chúng ta chuyển đĩa thứ nhất nhé.
chuyển từ cọc 1 sang cọc 2. Đúng không nào? Để 1 sang cọc 2. Sau đó chúng ta dùng đĩa số 2 chuyển từ cọc 1 sang cọc 3. Sau đó đĩa số 1 đang ở 2 rồi, chúng ta sẽ chuyển từ 2 sang 3. Đấy, thì như vậy là chúng ta cần 3 bước như vậy. Nhưng mà bài này vậy như trường bài này bằng 2 thì là H2 của nó là bằng 3. Đấy. Trường bằng 2 là làm con lành đúng không? Bây giờ sang trường 3 thì chúng ta làm như nào? Đấy, bên này bằng 3 nhé. Đây, bên này bằng 3 chúng ta sẽ làm như nào? Đây, 3 đây nhé. Thế chúng ta làm cô nạp thôi nhé. Bước 1 là chúng ta về chiều 2 cho làm rồi mà chúng ta lấy cả hai cái này này. Hai đĩa đây này, đây hai đĩa này này. Chúng ta chuyển sang cọc 2, chuyển được không? Chuyển hai đĩa đầu sang cọc 2. Lấy cọc 3 làm trung gian. Đấy. Chuyển sang nó sẽ thành như thế này. Xong bước 2, chúng ta chuyển cái đĩa 3 này sang cọc 3. Đấy. Xong bước 3, chúng ta chuyển hai đĩa này dùng quy nạp chuyển về đây. Như vậy chúng ta chỉ cần là hai bước lớn chúng ta chia nhỏ thành nhiều bước nhé. Như vậy là cái đoạn đường 3 chúng ta làm như sau. Đây. Nhé. Cái làm như sau này. Bước 1. Chúng ta chuyển hai đĩa. Từ chuyển hai đĩa đầu tiên nhé. Chuyển hai đĩa đầu tiên sang sang cọc 2 bằng cách như sau. Chúng ta gọi cái Hà Nội với số 2 nhé. Chuyển từ cọc 1 sang cọc 2. Chuyển cọc 1 sang cọc 2, lấy cọc 3 làm trung gian. Thì gọi trường hợp đây là gọi trường hợp quy nạp đây nhé. Đấy, xong bước 2 là chúng ta sẽ chuyển đĩa 3 từ cọc 1 sang cọc 3. Đấy. Xong đến bước thứ 3 chúng ta lại chuyển hai đĩa này, gọi chuyển từ đĩa 2 sang đĩa 3 và lấy đĩa 1 làm trung gian. Đấy. Nhưng mà chúng ta bài này cái trường mấy đường 3 là gọi quy nạp. Đây là quy nạp này. Được chưa nào? Thì ta thấy là với n bằng 2 ta biết là nó có 3. Thế này là nó có 3 lần chuyển. Thằng này là 1 lần chuyển. Thằng này là 3 lần chuyển. Vậy tổng hợp lại là với n bằng 3 thì nó có là 6 là 7 lần chuyển. Vậy suy ra là gì? Vậy suy ra là như sau. Thầy ơi, cho em hỏi thầy, cái bài toán lúc nãy thầy mô tả là mỗi lần chuyển chỉ được chuyển một đĩa, mà nếu vậy bước một mình đã chuyển hai đĩa thôi mà thầy. Không, bài này không chuyển hai đĩa, phần bài một là áp dụng quy nạp. Thật ra cái bước một là chuyển ba lần nhé, hiểu không nào? Cái bước một là giống như thế này này, đây này, là chuyển ba lần, chuyển chiều bằng hai này. Cái bước một là chuyển ba lần. Thật ra là dùng 3 lần. Chứ tôi gọi đây là 3 lần mà. 3 lần này. Đấy. Dùng quy nạp. Đến bước 2 là chuyển một đĩa thứ 3 này. Từ 1 sang 3 mất 1 lần. Còn sau đó lại chuyển 2 đĩa này sang bên lại mất 3 lần nữa. Đấy. Tổng cộng của nó là gì? Tổng cộng của nó ở đây là như vậy sẽ ra đây là 7 lần. Như vậy là cái trường hợp mà vậy sẽ là H3 là bằng 7 lần. H3 bằng 7. Nhưng mà nó ý tôi nói là chỗ này là dùng quy nạp. Đấy. Chúng ta phải 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 mô tả tường minh ra nữa, nhưng mà tôi không mô tả thôi nhé. Đó. Đây các bạn đã hiểu, đây hiểu chưa? Hay khó hiểu hả? Dạ hiểu rồi. Hiểu rồi gì? Đây tôi đang dẫn giải để ta thấy là tức là về tổng thể là như thế nào. Bây giờ chúng ta làm tổng quát nhé. Tổng quát hoàn toàn tương tự như chiều cùng 3. Tổng quát n bất kỳ. Đây, chúng ta có một cái đĩa thứ nhất này, cọc thứ nhất là cọc thứ hai này, cọc thứ ba nhé.
nó có là rất nhiều đĩa đúng không? N đĩa. N đĩa, được chưa? Thì cái làm cái ý tưởng là họ toàn tự như sau nhá. Chúng ta sẽ là đi làm 3 bước. 3 bước như sau này, cái làm như sau nhá. Cái làm như sau này. Là chúng ta thực hiện theo 3 bước sau đây này. Bước 1 là chúng ta chuyển N trừ 1 đĩa ở phía trên sang cọc 2 nhá. Bước 1 là chuyển N trừ 1 đĩa này. Vì sao làm được vậy? Vì là quy nạp. Chuyển cái này sang cọc 2, dùng cọc 3 làm trung gian. Bước 1 là chỉ là gọi cái Hà Nội N trừ 1 bước. Từ bước 1, từ cọc 1 sang cọc 2, lấy cọc 3 làm trung gian. Đấy. Vậy sau bước 1 này, thì bước 1 là có rất nhiều bước bên nhỏ nữa, nhưng mà tổng thể nó là như vậy, nó là dùng quy nạp gọi cái hàm là N trừ 1. Sau bước 1 xong rồi thì còn là xin lỗi là còn một cái đĩa to dưới này là đĩa N thôi, thì đến bước thứ hai đó ta chuyển một đĩa thôi, là chuyển chuyển đĩa N, chuyển đĩa N từ 1 sang 3. Đấy. Sau đó chuyển đây là sau khi ra thành như này nhé. Đấy. Xong bước thứ hai là chuyển cái này nhé. Xong bước thứ ba là chuyển N trừ 1 đĩa này sang bên này. Nên cái cọc một làm trung gian. Nhưng mà đến bước 3 là chúng ta là thiện lại là Hà Nội. Hà Nội là N trừ 1. Chuyển từ cọc 2 sang cọc 3, lấy cọc 1 làm trung gian. Đó. Thì cái bài này là cái bài mà mô tả rất điển hình bằng phương pháp mà địa quy, phương pháp địa quy. Mà các bạn thấy nhé, đây này. Vậy suy ra nhé, ở nè, bây giờ tính HN nhé. Vậy HN là bằng bằng cái gì nào? Đây HN bằng bằng cái gì là HN nhé. Ở cái chỗ bước này này, ở cái bước này này là mất là HN chỉ một lần bước chuyển. Bước này là hết có một lần chuyển. Bước này này là hết là HN chỉ một lần chuyển. Vậy suy ra HN sẽ bằng là 2 lần HN chỉ một cộng 1. Đây là công thức địa quy, công thức truy hồi bình thường hoàn toàn có thể tính được. Và đây là một bài tập về nhà rất đơn giản, các bạn có thể giao cho học sinh làm hoặc các bạn có thể tự làm lấy. Nó rất đơn giản là như sau. Từ công thức này ta suy ra như sau, ta suy ra đây là công thức là HN này là chính là bằng là 2 mũ N trừ 1. Công thức cuối cùng là đây, được chưa? Và bây giờ tôi sẽ lập trình rất đơn giản, tôi mô tả tỉ mỉ nhé. Đây rất đơn giản như này. Bài này đây là bài thăm Hà Nội nhé. Cái bài rất nổi tiếng mà liên quan đến Việt Nam. Đây, loại thế nhé. Đây. Đây đếp của nó nhé, đếp thì tôi gọi là Hà Nội cho đơn giản Hà Nội nhé. Là N này, đúng không? Chuyển từ Y sang G và lấy K làm trung gian. Đây, đơn giản nhé. Thì như sau nhé. Đếp này. Bây giờ đầu tiên là đầu tiên là if này, if n bằng 1 thì đơn giản rồi, không có gì phải nói. If n bằng 1 nhé, thì chúng ta chỉ việc là chúng ta dùng là print print nhé. Print chuyển chuyển đĩa n từ từ cọc y sang cọc cả. Đấy. Bây giờ đến là chỉ tổng quát này, else này, tổng quát nhé, là ta sẽ gọi địa quy Hà Nội này n trừ một lần. Đầu tiên là gì? N trừ một lần là chuyển n cái em n cọc đầu tiên chuyển từ cọc y sang cọc g, y sang cọc k, lấy cọc g làm trung gian. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ print cái điện này. Xin lỗi, đây là gì chứ? Đây là chuyển từ y sang g lấy k làm trung gian. Thì cái bước này là bước y hệt như ở đây. Đấy. Khi chuyển n trừ 1 cái đĩa ở trên nhé, từ cọc y sang k lấy g trung gian, sau đó chúng ta sẽ chuyển sau đó còn lại một đĩa cùng, cuối cùng cho chuyển đĩa n đó từ cọc y sang cọc g
và cuối cùng sẽ gọi lại gì, chuyển lại là Hà Nội, chuyển n trừ một cọc n trừ một đĩa từ cọc k đang ở k mà cọc k sang cọc g đến cọc y làm trung gian. Đấy, như thế này. Bây giờ chúng ta có thể chạy thử nhé, đơn giản chúng ta chạy thử, chúng ta dùng gọi trên chính này, chúng ta gọi là chúng ta đặt lại n bằng 2 chẳng hạn, và chúng ta gọi Hà Nội, Hà Nội nhé, n này. Bây giờ ta dụ gọi từ từ cọc 1 này, chuyển sang cọc 3 lấy cọc 2 làm trung gian, chạy thử nhé xem nó ra nó như nào nhé. Này tôi ghi lại là Hà Nội đây với n bằng 2 nhé, thì nó ra cái này đây, chuyển đĩa 1 từ cọc 1 sang cọc 2, xong chuyển đĩa 2 từ cọc 1 sang cọc 3, xong chuyển đĩa 1 từ cọc 2 sang cọc 3. Đấy, đúng không? Như vậy là với n bằng 2 là ta phải làm 3 bước. Biệt ta với n bằng 3 này, ta kiểm tra với n bằng 3 là như sau này. Đây, k sẽ là 7 bước. Đầu tiên đĩa 1 từ cọc 1 sang cọc 3, đĩa 2 đúng không sai các bạn kiểm tra lại nhé. Đấy. Bài này tôi có một cái chương trình gọi là chương trình gì nhỉ? Chương trình để tôi kiểm tra chỉ gọi chương trình nhằm mô phỏng thì các bạn cùng với tôi chúng ta kiểm tra cái này nhé. Để tôi một chút tôi tìm cái tôi tìm cái chương trình mô phỏng cái. Tôi tìm một chút nữa, tôi tìm ở đâu nhỉ? Tôi để ở đây thế nào nhỉ? Các bạn tôi một chút tôi tìm nhé, để tôi một kẹo thôi. Đang rồi, tôi tìm để ở đâu? Để một chút thôi. Đầu bìa là không nhớ đến chỗ nào. Cái là không để ra, không để ra ngoài này. Thôi vậy nhỉ, tìm mẹ ông ra để tôi thêm tiệu nữa nhé. Không sao, chúng ta có còn thời gian, cứ bình tĩnh. Tôi sẽ tìm lại, tôi cứ nhớ tôi để ở đâu. Để thêm một chút thôi. Tự nhiên là tìm không ra. Thôi được, tôi gửi cho bạn sau vậy nhé. Thôi không. Tôi gửi cho các bạn sau cái phần mô tả này. Nói chung là cái phần mô tả này là quan trọng đấy. Giáo viên chúng ta nên có.
Thôi các bạn đợi tôi một chút vậy, cố gắng tìm cho nó. Nhớ lại không ra, vô lý quá. Đợi tôi một chút thôi. Tự nhiên lại không thấy. Bây giờ tìm được nhá, đây này. Đây đây, bạn đã tôi rồi. Đây nhá. Ôi giời, tìm mãi mới ra, đúng rồi. Tôi để cho máy tính nhưng mà là quên mất đấy. Đây nha, tôi tìm, ví dụ tìm với trường ba ba cái em ba cái này, tôi cho các bạn xem nó chuyển này. Đây trường ba nhé. Bài này tôi có thể mô phỏng nhiều hơn, mô phỏng đến ví dụ là với 6 chẳng hạn, 6 hình như là 6 là maximum mà tôi sẽ mô tả được. Thì kia đây là một chương trình chạy trên Scratch thôi, nhưng mà nó mô phỏng cái thuật toán đó, thì các bạn có thể sử dụng cái này để cho học sinh xem thôi nhé, xin xem. Nên xin lỗi vì tôi không chuẩn bị trước, tôi tung link lên ở trong máy tính là hóa ra tìm mãi mới ra. Thì cái bản này tôi chỉ gửi cho các bạn xem nhé. Rồi, nhưng mà nó rất tỉ mỉ, nhìn vào đây thì rất là khó hiểu, nhưng mà nếu ai mà nếu chúng ta mà nhìn vào được cái phần này này hay thì chúng ta thấy nó rất dễ hiểu. Và đây là cái phần trình của nó rất đơn giản như này thôi. Nó chính là cái một cái bài mà là gọi địa quy bình thường, đúng không? Nó không có gì đặc biệt cả, nói chung là nó rất là dễ hiểu. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau làm một số bài toán khác nhé. Vậy tháp Ba Đội là một cái bài đặc biệt ở trong cái chương trình của chúng ta, và giáo viên chúng ta phải biết nhé. Chúng ta thời gian chúng ta hơi bị ít quá nhỉ. Đấy, vẫn chưa xong, tôi đóng lại nhé. Đấy, bây giờ vẫn chưa xong nhé. Đấy, bây giờ xong rồi này. Đấy, với chia bằng 6 là nó là 2 mũ 6 trừ 1 cơ mà. Nó rất cái bài này, nó là cái bài này là cái bài có cái độ phức tạp là lũy thừa, nó rất rất lớn, rất lớn. Được chưa? Rồi bây giờ tôi quay lại, thôi được, tôi để hôm sau tôi sẽ làm tiếp. Bây giờ tôi quay lại một chút, tôi quay lại một chút về cái bài toán này và chúng ta cùng nhau làm nhé, cùng nhau giải quyết. Bây giờ chúng ta cùng nhau quay lại cái bài toán, cái chương trình cái bài toán tính số Fibonacci. Nasi thứ n. Thì n. Đó. Chưa? Thì cách làm mà chúng ta biết rồi là cái Fibonacci nó như thế này là F0 bằng 0, F1 bằng 1. Đây là bài rất là hay. À, tôi muốn giới thiệu cho các bạn sâu một chút để các bạn tìm hiểu nhé. Và tổng quát là Fn bằng Fn trừ 1 cộng Fn trừ 2.
Thì ví dụ dễ là chữ 0 này, 1 này, sau đó là 1 này, sau đó là 2, 3 này, 5 này, 8 này, 11, 19, cứ như vậy nhé. Vì đầu bài của chúng ta là tìm tính FN, là trước tôi làm rồi các bạn xem rồi, và tôi trước tôi thử cho các bạn xem là tôi các bạn thấy nó rất chậm đúng không nào, chúng ta thử nhé. Đây này, là trước tôi làm các bạn cùng nhau, chúng ta cùng nhau làm cái bài này rồi. Đây nhé, là def này, kiểu là F luôn dễ nhé, FN này, đúng không nào? Như sau này, bây giờ if n bằng 0 thì sao, thì return 0. Đó. Thì return 0 nhé. À, sau đó là gì? Sau đó là else if n bằng 1 thì return return 1 nhé. Rồi, sau đó là else thì return return là f n 1 cộng f n 2. Đấy. Thì đây là cái lời giải để quy rất rất dễ dàng của bài toán này. Thì hôm trước tôi đã cùng các bạn tôi tính thử cái bài này, các bạn thấy nó hơi lâu đúng không? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bài toán là gì? Hãy tính cái độ phức tạp của bài này. Bài toán như sau này. Bài toán là như sau, bài toán là tính độ phức tạp thời gian của bài này. Phức tạp thời gian của bài này, của bài toán trên nhé, của lời giải trên nhé, của cái lời giải trên, của chương trình trên. Thì gọi TN là cái thời gian chạy của chương trình trên nhé. Vậy chúng ta cùng nhau tính thử nhé. Đây này, từ cái lời giải đó cho ta thấy ngay nhé. Chúng ta thấy ngay là như thế này. Chúng ta thấy ngay là gì? Là chúng ta có như sau này, là T0 đúng với lệnh thôi là bằng 1, T1 cũng bằng 1. Còn tổng quát là gì? Tổng quát là TN, TN này nó bằng này, nó bằng chính là bằng là TN-1 cộng TN-2 với N lớn bằng 1. Đây là công thức, đây là công thức tổng quát cái tính thời gian của cái TN này. Thì mà cái này tôi không chứng minh nhé, nhưng mà tôi rất muốn là các bạn tìm hiểu và chứng minh, và các bạn giao cho học sinh tìm lời giải và chứng minh. Còn tôi sẽ chứng minh cái điều này trong buổi nào khác, không phải buổi hôm nay, buổi nào chúng ta không có thời gian. Thì tôi cho cái bài tập về nhà để các bạn làm và chúng ta sẽ cùng nhau nhé. Bài tập về nhà mà bài tập rất là hay. Bài này mà theo tôi thì các bạn nên nên tìm lời giải và nên chứng minh cho học sinh. Bài tập như sau này. Bài tập là chứng minh là cái bài toán trên, chứng minh là cái TN đó là có độ phức tạp là lũy thừa. Có độ phức tạp là lũy thừa, có độ phức tạp. Vì sao nó lâu như vậy? Chính là vì nó là cái độ phức tạp thời gian là lũy thừa. Cụ thể là như sau nhé, rất là hay này. Có thể chứng minh là TN này này nó sẽ bằng cái O lớn của một cái hằng số tôi gọi là phi N, phi mũ N. Ở đây phi ở đây là cái hằng số, chính là cái tỉ số vàng, là 1 cộng với căn 5 chia 2. Đấy. Đấy, các bạn thấy có thấy không nào? Nhưng mà cái chỗ này là cái chỗ rất, rất quan trọng luôn. Đấy, chứng minh là như này nhé. Đấy. Hay là còn tầm mạnh hơn nữa nhé. Các bạn có thể về nhà làm cái bài toán như sau này, cái bài tập như sau nhé, cái bài tập như sau này. Với cái điều kiện trên này thì bài tập là như sau này. Bài tập là chứng minh cái hằng đẳng thức sau. Chứng minh cái hằng đẳng thức sau. Cái này có thời gian tôi sẽ giải trên lớp nhé. Chứng minh là gì? Chứng minh là với mọi n thì cái tn của chúng ta nó sẽ lớn hơn hoặc bằng là 1 phần 2 nhân với phi mũ n. Ở đây n phi ở đây chính là bằng là 1 cộng căn 5 chia 2. Một bài toán hoàn toàn là toán học mà cũng trông như này thôi nhưng mà cũng dễ hiểu, học sinh lớp 11 lớp 12 là hiểu hoàn toàn luôn. Vừa vặn kiến thức của học sinh lớp 11 lớp 12, lớp 10 lớp 11 lớp 12 là hiểu hết nhé. Thế thì bây giờ về nhà hai bài này các bạn về nhà cùng suy nghĩ nhé, cùng làm nhé. Bây giờ tôi sẽ cùng nhau đi, câu hỏi đã ra thì vậy bài này có cách nào để giải nhanh hơn không?
Đó thì là có, bây giờ chúng ta cùng nhau giải nhé, bây giờ cùng nhau tôi ra tìm lời giải của nó. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau bây giờ tìm cái tìm số Fibonacci. Fibonacci thứ n. Đấy, tối ưu hơn nhé. Chúng ta cùng làm, cùng nhau làm cái bài như này. Fibonacci nhé. Rồi. Bây giờ cách 1 này. Cách 1 là rất nhanh, cách 1 là tôi sẽ tìm ra một cái lời giải mà độ phức tạp của nó chỉ là lũy chỉ là tính tính chỉ là n thôi. Và dùng cái mảng số, dùng cái mảng nhé. Cách chỉ 1 là sử dụng cái mảng. Sử dụng cái mảng. Sử dụng cái mảng và cái với cái thời gian, với thời gian là ON rất là hay bài này nhé. Thì cái làm này các bạn như sau này, tôi cùng nhau chúng ta cùng nhau làm cái bài toán này nhé. Đây. Cách 1 của chúng ta nhé. Bây giờ cách 1 chúng ta dùng cái mảng. Bây giờ tôi ép đây Fibonacci cách 1 nhé. Ký hiệu đây là N này. Cái này cái hai cái này tôi không dùng đấy, tôi không dùng định quy nữa nhé. Là như sau này, tôi thiết lập cái mảng A, cái bảng A là cái mảng dùng để lưu cái phần tử của, hay em dùng bằng f cho đơn giản nhé, f nhé, f là cái mảng có cái chiều dài là chính là n cộng 1, chính là bằng là 0 nhân với n cộng 1, chính là cái dùng để lưu cái dãy Fibonacci đấy nhé. Ta có này, if này, if n bằng 1 nhé, thì n bằng 0 tôi bỏ qua, vì n bằng 0 là f 0 bằng 0 rồi, n bằng 1 chúng ta đặt là f 0 f 1 bằng bằng 1. Được chưa? Đấy. Bây giờ là kiểm tra nhé. If này, if n mà lớn hơn 1 thì ta làm như sau. Đấy. If n bằng 1 thì ta để đây nhé. N bằng 0 thì hiển nhiên n bằng 0 thì nó là 0 rồi. Đấy, n 1 ta làm như sau này. Chúng ta đặt a1 bằng bộ, xin lỗi, chúng ta bằng f1 chứ. Bằng 1, sau đó chúng ta for for k in range bắt đầu từ 2 đến n thì n nhé, thì chúng ta đặt nhau, chúng ta đặt là fn bằng fn trừ 1 cộng fn trừ 2. Và cuối cùng là chúng ta sẽ return return fn. Bạn thấy không nào? Đấy, chúng ta chờ in thử nhé. Bây giờ chúng ta viết enter tvn này bằng 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 4 này. Chúng ta print cái Fibonacci ra. Đấy. Đấy, để thử nhé. Sao lại không n bằng Fibonacci đúng rồi, nhầm chỗ này là fk nhé. Đấy, cứ vội vội vàng vàng quên, đây là fk này. Ở đây là fk đấy nhé. Đấy, thì với n 4 nhé, thì nó phải là kiểm tra một chút. Đấy là 3. 0 0 0 1 1 2 3. Đấy, đúng rồi nhé. Vậy với cách này, cách này chúng ta là gì? Cách này là cách 1 này là thời gian là ON thôi, chúng ta đúng là vào lặp N thôi, nhưng mà không gian là chúng ta dùng
không gian là ON, thế ON. Bây chúng ta sang cách thứ hai, còn hay nữa nhé. Cách thứ hai là như sau, cách thứ hai là thời gian là ON, nhưng mà không gian là O1. Đấy, còn hay nữa nhé. Sau đây là mô tả nhé, cách này nhé. Dep này, tôi ký hiệu là flip đi, chúng ta thay đổi đi nhé, N này. Như sau này, chúng ta cùng nhau làm với tôi nhé. N bằng 0 thì đơn gì nó chính là 0, không nắm rồi, thì ta return 0. Return 0. Vì ngược lại L if này, N bằng 1 thì chúng ta return 1, dễ rồi. Return 1. Còn ngược lại nữa thì chúng ta làm như sau. Chúng ta đặt ra các cái biến là ABC nhé. A chính là cái số hiện thời và B, đầu tiên là B tôi đặt bằng 0 này. B là cái số là ABC nhé. C chứ, C đầu tiên tôi bằng 0 này. C bằng 0 này. B bằng 1, vạng thứ hai đúng không? Và tôi for i in range, để chọn đầu tiên nhé, in range n lớn 1 là n trừ 1 lần thôi. Tôi làm như sau này nhé. Tôi đặt a bằng, a chính là b cộng c, abc, a chính là b cộng c. C đóng vai trò là nhé, bây giờ sau khi gắn này rồi thì A chính là Fn này, B là Fn trừ 1 này, C là Fn n trừ 2. Thì sau khi tôi gắn A như thế này thì tôi sẽ phải đặt là gì? Tôi sẽ phải đặt là C, tôi đặt bằng C, tôi gắn nó bằng B, tôi nhảy lên bằng bậc. Và B, B tôi gắn là A. Đấy. Đấy. Và sau cái bước này thì tôi return A. Return A. Đấy. Bạn có thấy không nào? Để tôi mô tả lại các bạn vì sao nó lại có cái này nhé. Đây, tôi cho các bạn xem nhé. Đây, tôi mở trong cái vì sao lại có cái đó nhé. Đây, đầu tiên là 0 này, chúng ta nhìn lại cái dụ chúng ta là 0 này, 0 này, 1 này. Xong cái tiếp theo là bằng tổng hàng cái trước nhé. Tên nó chính là, đây tôi đặt cái này là A này này. A này bằng B, đây là C này, đúng không? A bằng B cộng C. Thì sau khi tính được A rồi nhé, thì C tôi phải nhảy lên B, B nhảy lên A để tính A tiếp theo. Như vậy tiếp theo tôi sẽ phải gì? Sau khi tôi đặt A bằng B cộng C, đấy, thì tôi sẽ phải đặt gì? Tôi sẽ đặt là C sẽ bằng B. Đấy. Và B sẽ bằng A. Đấy. Tức là C tôi nhảy lên vị trí B, B nhảy lên A. Và lọc cái này đúng là N trừ 1 lần là ra. Đấy, như vậy chúng ta nó chỉ là cái này. Đó. Tôi tính thử nhé. Tôi tính là thử cái này nhé. Là print fit N. Thử nhé. Làm cho nhanh nhanh nhất nhé, tức là for này, for n in range của 100 nhé, in thử ra cho nó có đúng không. In cái này tôi để xem một hàng ngang nhé, and xong xuống dòng ở kia nhé. In ra hay ra hai cái này xem nó cạnh nhau, xem nó giống nhau nhé, là 100 lần nhé. Ôi, nhiều quá, không cần thiết, rất nhanh, 10 thôi. Đấy. Chúng nó hết nhầm 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, chính xác. Như vậy là cái lời giải của chúng ta là đúng nhé. Đấy, thế. Như vậy chúng ta tìm được hai lời giải khác nhé. Lời giải này này là thời gian ON, không gian là ON. Thời gian, bài số 2 còn hay hơn nữa là thời gian ON và không gian là chỉ là một thôi, hằng số. Thế không hay, như vậy bây giờ tôi sẽ cho cái bài tập như này nhé.
Bài tập về nhà này. Bài tập này là bài tập rất hay này, chúng ta cùng nhau mà chúng ta có thể cho học sinh cùng làm. Mà chúng ta cùng làm bài tập hay là câu hỏi, bài tập là như sau. Là hãy có thể hay không tìm tìm một cái thuật toán khác, tìm cái thuật toán tính số Fibonacci thì n với cái thời gian mà nhỏ hơn on được không? Đấy bài toán đấy. Đấy bài toán. Hãy tìm cái thuật toán còn to hơn nữa được không? Nếu có thì hãy tìm ra. Thì đây là một tập rất là hay nhé cho các bạn nhé, cho mọi người. Bài tập này học sinh tìm rất là hay. Nhưng bài tập này các bạn thấy nó không bao giờ nó có ở trong cuộc thi học sinh giỏi, không bao giờ nó có, nó không nằm trong cái nhóm nó gọi là lập trình thi đấu. Và nó rất hay về mặt học thuật, về mặt công nghệ thông tin rất là hay, và chúng ta có thể tìm hiểu ở trên mạng những cái bài tập như này, chúng ta tìm hiểu lời giải của nó nhé. Đó thì như vậy là thật ra cái phần liên quan định quy thì còn một số bài tập nữa, nhưng mà thôi tôi sẽ dừng lại ở đây thôi. Sang buổi sau tôi sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo của chương trình lớp 11. Sau phần này thì có rất nhiều bài tập các bạn sẽ cùng nhau làm nhé, và chúng ta sẽ cùng nhau giải trên nhóm. Các bạn cứ chủ động giải và đưa lên giải lên nhóm, chúng ta cùng nhau bàn bạc nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Ôi rồi. Em chào thầy. Rồi, chào các bạn. Em chào thầy. Em chào thầy. Em chào thầy. Em chào thầy.